Mình mời Christina. Mình chào chị Lâm để vào đạo tràng. Dạ, Nhi Quỳnh thấy mới có bao nhiêu giống cây vàng thôi mà chưa thấy ai nhúc nhích. Quỳnh qua Thanh Á nghỉ chút xíu rồi Quỳnh Thanh Á sẽ lên ông bài sau. Dạ, mến mời bằng tay Rằng Đông mở hàng. Bằng Rằng Đông ơi, Nhi Quỳnh bị ế rồi. Dạ, xa thú mời Rằng Đông. Dạ, mến chào Xích Hoàng Việt về vào đạo tràng. Sa thú chị Như Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 401. Waripok Kharapat Tê quá à rắc kê ri quá xà xa bồ Dô na liềm bát tê ca mê sô ta ma hằng Brum mi brahm ma năng Và ri bốc khá ra bát tê quá à rắc kê ri quá xà xa bồ Dô na liềm bát tê ca mê sô ta ma hằng Brum mi brahm ma năng Waripok kharapat te wa arak giri wa sa sapu yonalim pati ka me sutamahang brumi brahmanang. Như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Waripo kharapate wa arak giri wa sa sapu yonalim pati ka me sutama hang brumi brahmanang. Lá sen chẳng giữ mưa sa, đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng, vô y vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng làm bà la môn, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thâm Hoàng Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông, chị Ngọc Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 401. Và đi phục hà là bát tế hoa a la pê ri và sa sa bồ trụ na liên ba thì ca mê số ta ma hăng vô mì rầm ma na và đi phục hà là bát tế hoa a la pê ri và sa sa bồ Yo na lin ba chi ca mê sư ta ma hao thu như nước trên lá sen, như hột cải đầu tiên, người không nhiễm ái dục ta gọi bà la môn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và đi bốc kha là bát tế quá A rắc rê ri và sa sa cô Dù na lim ba chỉ ca mê su Ta ma hâm vô mì rắm ma Lá sen chẳng giữ mưa sa Đầu kim chẳng chính hạt hoa cải vàng Vô y vô diện thế gian Những người như vậy xứng bà la môn Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã kể xong câu kinh pháp cú số 401 và dạ, cảm ơn quân bác sanh đã bước vào và dạ, xin con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thu lành thay xích trần đạo nam mô phật thà giá nam mô tham ma gia nam mô sằng khà gia kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đại lễ đại đức minh hạnh kính chào cô tu nữ phúc hạnh
cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 401. Cảm ơn Sít Hồng, Sít Rạng Đông, Sít Hoa Nguyệt, Sít Nhật Huỳnh, Sít Trần Đạo, Sít Thái Minh. Varipokarapateva aragirivasasapo yonalimpatikamesu tamahang prumi prammanang varipokarapateva aragirivasasapo yo na lim pa ti ka me su tam ma hang phu mi pram ma nang va ri po ka ra pa te va a ra ge ri va sa sa po yo na lim pa ti ka me su tam ma hang phu mi pram ma nang Varipokarapateva aragirivasasapo yonalimpatikamesu tamahang prumi prammanang 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 varipokarapateva aragirivasasapo yonalimpatikamesu tamahang prumi prammanang. Như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Lá sen chẳng giữ mưa xa, đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng. Vô y vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng làm bà La Môn. Bản phổ thơ của Ngài dưới Đức và Nam Mô Phật Thầy. Không biết bà Thanh Na kể mấy lần. Dạ, mến mời Sít Ái Minh. Dạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Rạng Đông, chị Trần Đạo, chị Hoa Nguyệt. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 401. Varipokara Bate quá a rắc ghê ri quá xa xa bồ dô na liêm bá tí ca mê su tạm má hằng rù mi rầm ma nằng qua ri bốc khá ra tá tê quá qua ri bốc khá ra bá tê quá a rắc ghê ri quá xa xa bồ dô na liêm bá tí ca mê su tạm má hằng rù mi rầm ma nằng Vari bokha ra ba te qua
Arakiri quasa sabo yona limpati kamesu tamahang rumi rammanang, như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim. Người không nhiễm ái dục ta gọi bà la môn. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Varibokharapate qua arakeri qua sa sa bo yona limpati kameso tamahang rumi rammanang. Varibokharapate qua arakeri qua sa sa bo yona limpati kameso tamahang rumi rammanang. La sen chẳng giữ mưa sa, đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng. Vô y vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng làm bà la môn của thơ của hòa thượng Giới Đức. Mến mời Sipina tiếp theo ạ. Con thưa con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và thượng tọa Minh Mẫn, và con kính lãnh lễ cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Varipokkha rapate wa a rakkhiri wa sa sa pu yo na lim pa tikha me su tamahang bum nu brahmanang. Varipokkha rapate wa a rắc ghê rú quá xa xa bù yô nã lìm tá tí khà mê sú tá ma hằng bùn nú brâm năng. Như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục ta gọi là bà la môn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Wa ri pô kinh khá ra pa ân tê wa Arakiri wasa sabo yona limpatika mesu tamahang bumi brahmanang. Lá sen chẳng giữ mưa sa, đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng. Vô y vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng làm bà la môn hòa thượng Giới Đức. Và thưa con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sít Thi Na. Dạ, cảm ơn Sít Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý đạo hữu dự vào đạo tràng. Khánh Thủy ơi, dạ cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thanh Thủy ơi, có đưa tay trả bài không để coi chừng Nhật Quỳnh khóa sổ nghe. Dạ, mến chào Cẩm Vân về vào đạo tràng. Mời Cẩm Vân đưa bàn tay của mình lên. Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 401. Qua rí bót khá ra pát tê quá Arat ghê rí quá xa xa po yô ná liêm phá tí ca mê su. Tá ma hăng ru mí râm ma năng qua rí pót khá ra pá ra pá tê quá Arat ghê rí quá xa xa cô vô ngã liêm phá tí ca mê xuống
ta ma hăng ru mi râm ma năng qua ri pot kha ra phát tê quá a ra a ra ghê ri quá sa sa po yô na lim pa tí ca mê su ta ma hăng ru mi râm ma năng như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Lá sen chẳng giữ mưa xa, đầu kim chẳng dính hạt qua cải vàng. Vô y vô nhiễm thế gian, những người như vậy xứng danh, những người như vậy xứng làm Bà La Môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay ký tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Trần Đạo. Dạ, Nhật Quỳnh chờ hoài không thấy bàn tay Thanh Thủy đưa lên. Dạ, còn một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 401. Qua rí qua ri bóc kha ra bát tê quá a rát ghê ti giác ri qua xa sa bồ dơ na liêm bát tí ca mê sư tâm ma hằng sù mi râm ma năng qua ri bóc kha ra bát tê quá a rát ghê ti nhà máy nhập bình bữa nay chị cục quá. Và đi bậc kha ra ba tề quá a rát ghê ri quá xa sa bồ dơ na liêm bát tí ca mê sức tâm a hằng mê sức tâm a hằng dù mi râm ma năng và đi bậc kha ra ba tề quá a rát ghê ri quá xa sa bồ dơ na liêm bát tí ca mê sức tâm a hằng dù mi râm ma năng như nước trên đá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và ri bốc kha ra bát tê quá a ra khê ri và sa sa bồ dô na lim ba tì ca mê su tạm ma hăng ru mì râm ma năng và ri bóc kha ra ba tê qua a ra ye ri và sa sa bồ dô na lim ba tì ca mê su tâm a hăng su mì sâm ma năng đá sen chẳng giữ mưa sa đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng vô y vô nhiệm thế gian những người như vậy xứng làm Bà La Môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Alo, Tina còn trước máy không? Tina ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Tina ơi, Tina còn trước máy không? Rồi, mời Tina lên thay mặt Đạo Tràng thỉnh Pháp Sư tỉnh đại đức minh mẫn giảng bài học ngày hôm nay nha. Dạ, sa thú Nhật Quỳnh kính ngã kính cảm ơn Sức Thi Na, Cẩm Vân, Quỳnh Quá Thanh Na, Sức Tần Đạo, Sức Rạng Đông. Cô ấy mình đã hoàn hỷ kể kinh. Rồi, mời Thi Na. Dạ, thưa con, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính mời chủ ý sở hữu cùng con thỉnh Pháp Sư. Namo tassa bhagavato arahato
Brahma chalo ka thi ba thi sa ham ba thi ka tan cha li an thi wa lang a ya cha tha san ti tha san tam pha ra chang ka cha ti ka te se tu tham mang anu kam thi mang pa chang san tham ma te rin vi na yang cha kha yang sụt tăng cha bản thân a bi tham ma chăm mang a cô tô yên tô cha sư sẵn cha đàn đăng pháp bố tha nay ye pha vi sa ya mắt chê chúng sanh tất cả bồn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời đó mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng chúng cung kính Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày về chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lần chẳng thối không mòn những điều lợi ích thạnh còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian với nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ thưa con, chúng con thành kính thỉnh đại đức Minh Mẫn đăng đàn thuyết giải bài học hôm nay cho chúng con kính dâng đức tính đến ngài và con thỉnh ngài thuyết giảng từ vựng và duyên sự của pháp cú kinh số 402 để con Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Christina. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát á, đại đức Minh Mẫn đưa bàn tay lên thì coi như là chưa bị rớt mất rồi. Nên Nhật Quỳnh sợ quý vị chạy ra chạy vào nên Nhật Quỳnh cầm mic chút xíu. Dạ, con đã thấy sư qua vào đạo tràng rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn thuyết giảng bài học ngày hôm nay từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh sở bốn lai. Do Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng pháp. Con kính nhân bích đánh sư ạ. Sa thú lành thay kính tri ân sếp Nhật Quỳnh, kính tri ân cô Tina. Rồi hồi nãy chúng tôi nghe cái nick Cẩm Vân thỉnh, cho nên cũng xin được kính tri ân luôn. Quý vị thỉnh chúng tôi cầm mic, nhưng mà chúng tôi nhấn vô cái nút xếp hàng để nói đó, nhấn vô đó cái sau nó đứng im ru luôn. Thấy vậy thôi biết là mình bell của mình bị lỗi, thành ra thoát ra vô lại. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử.
Dạ, xin hỏi quý vị nghe âm thanh vậy có ok chưa hay là có nhỏ gì không? Dạ, tốt rồi ha. Rồi. À, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 402. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 3-2 lần rồi. Rồi sau đó chúng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Yo dukkha sappajjanati. Yo dukkha sappajjanati. Đoạn thứ hai: Itthe wa khayamattano. Itthe wa khayamattano. Đoạn thứ ba: Panna pha răng quý sang giúp tăng. Panna pha răng quý sang giúp tăng. Đoạn thứ tư: Tamahang prumi brahmanang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, vô, đây là một quan hệ đại danh từ, có nghĩa là người nào, ai. Từ thứ hai, dukkhassa. Chữ dukkhassa ở đây theo cách thứ sáu. À, hoặc là cách thứ tư thứ sáu nó đều có cái hình thức là ách xá hết. À, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu đó là cách thứ sáu. Dukkha là khổ đau, sự khổ đau, hay là sự khổ cũng được. Từ cuối cùng, pajjanati. À, pajjanati dịch là tuệ tri hay là hiểu rõ ràng. À, tuệ tri hay là hiểu biết rõ ràng. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, ít thê quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, ít thá cộng với là ê quá. Ít thá có hai nghĩa, một là đời này và hai đó là ngay lúc này. Chữ ê quá ở trong trường hợp này đó, ở cái câu kệ này, chữ ê quá thêm cho đủ âm và cũng mang ý nghĩa là nhấn mạnh chỉ cho mình biết đó là ngay lúc này. Hoặc là ngay kiếp hiện tại này. Thành ra chữ ê quá ở đây đó, mình không có cần lấy nghĩa. Từ thứ hai, khayamattano, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, khayam cộng với là attano. Khayam là khá giá mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Khai giá thì cái từ này rất là quen thuộc đối với bà con chư Phật tử chúng ta. Thường quý vị có cái câu nguyện Y đăng quát ta mê bù nhăn a sa quát khá vô, hay là sa quát khá gia. Khá gia, khá vô là khá giá ha, mà chia theo chủ cách số nhiều hoặc là thì giá có nghĩa là hết hay là chấm dứt. Attano là của mình, của chính mình. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, panna pha răng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, panna cộng với là pha ra, chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Panna là một
và quá khứ phân từ của động từ patati. Mà patati có nghĩa đó là đặt xuống. À, đặt xuống hay là bỏ xuống. Được đặt xuống, được bỏ xuống. Dạ, quá khứ phân từ. Pha răng là gánh nặng. Pha răng là gánh nặng. Được đặt xuống hay là đã được đặt xuống hay đã được bỏ xuống. Từ thứ hai, quý sanh giúp tăng. À, quý sanh giúp tăng ở đây đó, à, dịch theo tiếng Hán đó là ly hệ phược. À, mà dịch theo tiếng Việt đó là ly là rời khỏi, là ra khỏi. À, rời khỏi, ra khỏi sợi dây trói buộc. Là từ bỏ hay là cắt đứt. Từ bỏ, cắt đứt sợi dây trói buộc. Chứ sang giúp tăng đó là quá khứ phân từ của cái động từ sang giúp chặt tí. Nó có cái danh từ đó là sang vô chá ná. Sang vô chá ná dịch là kiết sử. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Và đoạn thứ tư này quen thuộc rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Chúng ta lấy trạng từ chúng ta dịch trước, ý thác. Là ở đây ha. Ở đây hay là ở kiếp này. Vô người nào phát cha na tí là tuệ tri được khát văn, là sự chấm dứt đúc khát xá khổ đau át tà nô của chính mình. À, ở đây người nào tuệ tri được sự chấm dứt hay là hiểu rõ được sự chấm dứt khổ đau của bản thân mình, pha răng, đã bỏ gánh nặng xuống, quý sanh giúp tăng, đã cắt đứt mọi ràng buộc hay là cắt đứt sự ràng buộc hay là cắt đứt sợi dây trói buộc. Tăng, xin lỗi, A-hăng, ta phu mi gọi tăng người ấy, Brahmanang, là Bà La Môn. Và đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 402. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang aphivadami svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức.
xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ pháp cú số 402 nằm trong phẩm Brahmana Vaggha được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chetavana đề cập đến một vị Bà La Môn. Antara Anyatara Brahmana Vathu. Tức là đề cập đến một vị Bà La Môn khác. Thì ở đây mình có rất nhiều vị Bà La Môn. Có vị Bà La Môn đó thì Đức Thế Tôn ngài thuyết câu kệ này, có vị Bà La Môn kia đó Đức Thế Tôn ngài thuyết câu kệ kia. Vì rằng chúng ta đang học các cái câu kệ này nằm trong phẩm Bà La Môn. Cho nên sẽ liên quan đến Bà La Môn hình thức và liên quan đến Bà La Môn ý nghĩa. Thì ở đây đó là một ông Bà La Môn khác nữa. Qua những cái thắc mắc của cái ông Bà La Môn khác này nè, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới thuyết câu kệ pháp cú số 402 này. Vậy thì ông Bà La Môn khác đó được nói đến ở đây liên quan đến sự kiện gì? Tương truyền rằng khi Đức Thế Tôn ngài chưa có ban hành giới luật chế định. Thì chưa có ban hành giới luật chế định đó, mình hiểu là trong tiền thời của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp 45 năm thì người ta chia ra làm 3 thời: tiền thời, trung thời và hậu thời. Tiền thời là 15 năm đầu. Thì 15 năm đầu đó trong hội chúng của Đức Thế Tôn đó, toàn là thánh thánh tăng không à. Mà chúng ta biết đó, thì đối với thánh tăng đó thì vấn đề mà thu thúc thân hành, khẩu hành, ý hành hoặc là thu thúc lục căn đó thì là ok. Do vậy đó giới của các ngài đã là tự nhiên rồi. Thành ra đó là không có cần thiết phải cấm cản chi chi cả. Sang đến thời trung thời, hậu thời đó thì lúc đó mới có nhiều phàm tăng, thì thành ra đó mới có cái sự lục đục cãi cọ lẫn nhau. Chính vì cái lẽ đó mà giới luật mới được ban hành. Do đó đó cái câu kệ này chúng ta hiểu là Đức Thế Tôn ngài thuyết ở tiền thời, tức là trong vòng 15 năm đầu. Thì lúc đó có một người nô lệ của một vị Bà La Môn. Cái người nô lệ này đã bỏ trốn khỏi chủ của mình và xin được xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái người nô lệ này đã chứng đạt đến quả vị vô lậu, tức là trở thành một bậc A-la-hán. Thì một bậc A-la-hán bây giờ mình gọi là trưởng lão. Cái vị Bà La Môn đó mất người nô lệ của mình, thành ra mới đi tìm kiếm nhưng mà không có gặp. Một lần nọ ông Bà La Môn thấy được cái vị trưởng lão này đang đi trì bình khất thực cùng với Đức Thế Tôn. Cho nên ông Bà La Môn đó liền chạy đến nắm lấy y của cái vị trưởng lão này kéo lại. Thấy vậy Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói: "Này ông Bà La Môn, có chuyện chi vậy?" Ông Bà La Môn mới trả lời: "Thưa Sa môn Gotama, cái vị tỳ kheo này là nô lệ của tôi." Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói với ông Bà La Môn, ngài nói rằng: "Này ông Bà La Môn, vị tỳ kheo ấy đã đặt gánh nặng xuống rồi." Xin thưa quý vị, khi mà ông Bà La Môn nghe Đức Thế Tôn nói như vậy đó, thì ông ta biết và hiểu rằng vị này là một bậc A-la-hán. Nói như vậy có nghĩa đó là ông Bà La Môn đó, đó là người có phước. Và cái thời đó đó, khi mà ai sử dụng, ai mà được
người ta sử cụm từ này nè để nói đến đó, thì người đó đó đích thực là bậc A La Hán. Khi nghe nói vậy rồi ông hiểu, ông biết vậy xong đó, ông mới bạch tiếp, nói thưa Sa môn Gotama, có đúng như vậy không? Thì Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận, ngài nói này ông Bà La Môn, thật vậy. Vị ấy đã thành đạt được mục đích cứu cánh đời sống phạm hạnh rồi. Nói vậy xong ngài mới thuyết lên câu kệ: Yo dukkha sa pacchanati ithe wa khayamatta nu panna parang visang yuttang tamahang rumi pramanang. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Ai từ trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Có cái bản này Hòa thượng Giới Đức vậy. Ở đây, ở thế gian này, ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu, bỏ gánh nặng xuống bên cầu, sống đời giải thoát, đứng đầu Bà La Môn. Và đồng thời, bà con chúng ta cũng nghe chúng tôi dịch văn xuôi. Thì thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài giải. Chúng ta hiểu càng rõ ràng chừng nào, càng sâu sắc chừng nào, thì ứng dụng vào trong đời sống của mình càng dễ dàng chừng đó. Và ứng dụng được nhiều chừng nào, thì là mình gieo cái hạt giống đối với pháp bảo đó, nhiều chừng đó. Và ứng dụng một cách triệt để đó, thì có thể ngay trong đời sống này hạt giống pháp bảo này có thể trổ quả cho chúng ta. Còn nếu không đó, thì là mình cũng gieo cái duyên, tức là mình gieo các cái hạt chủng tử pháp bảo này nè, đến đủ thời kỳ đó, tức là đủ cái thời gian, thì các cái hạt giống pháp bảo này sẽ trổ quả cho chúng ta. Và một khi các cái hạt giống pháp bảo này mà trổ quả đó, thì tất yếu sẽ đưa mình đến gần với pháp bảo, tức là đưa đến gặp Phật nè, hoặc là gặp thánh chúng nè, hoặc là gặp thời kỳ có pháp bảo. Lúc đó chúng ta lại tiếp tục vung bồi. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng sự hiểu biết của mình để diễn giải câu kệ này. Mong hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta hiểu rộng, hiểu sâu câu kệ này, để rồi ứng dụng vào trong đời sống của mình. Từ đó mà chúng ta có được kết quả, có được lợi ích. Câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy: Yo dukkha sa pacchanati ithe wa khayamatta nu. Ai người ở đây, ý tha ở đây hay là ở đời này? Nếu mà ở đời này đó thì mình nói theo chiều rộng đó. Cho kỳ thật ra đó, ngay khi nào mà mình hiểu, mình thấy rõ được cái khổ và cái nhân khổ được đoạn trừ đó, đó thì ngay cái thời điểm đó, cái thời điểm đó được gọi là ý tha. Thành ra nói rộng đó là ngay đời này, tức là trong đời sống hiện tại của chúng ta, khi giáo pháp đang được xiển dương nè, mình có cái cơ hội được học hỏi. Từ chỗ có cơ hội được học hỏi đó, rồi mình suy tư suy gẫm, và qua suy tư suy gẫm cho thuần thục những cái lời pháp bảo mình đã được học đó đó, rồi thực hành theo,
khi thực hành thành tựu được những lời dạy đó đó, thì ngay khi đó, đó ngay khi đó, đó mình sẽ thấy được khổ. Ngay khi đó mình thấy được khổ, thì ngay khi đó đó được gọi là ý thác. Được gọi là ý thác. Cho nên chữ ý thác đây đó mình có thể dịch là ở đây. Tức là tại cái thời điểm mà mình thấy đó, đó. Hoặc là ở đời này. Ở đây người nào hiểu rõ sự chấm dứt khổ của chính bản thân mình. Của chính bản thân mình. Thì hiểu rõ là sao xin thưa quý vị? Chứ Pachana tí ở đây đó là chỉ cho các thánh đạo. Thì thành để các thánh đạo này mà khởi lên được thì buộc lòng đó trước hết mình phải biết, mình phải hiểu được cái chữ đúc khắc. Vậy thì chữ đúc khắc ở đây đó mình phải hiểu như thế nào? Bà con chư Phật tử chúng ta có học vi diệu pháp, học về cái phần gọi là hàm tận yếu hiệp là quẩn xứ giới đế. Thì trong cái phần học về đế, tứ diệu đế hay là tứ thánh đế đó, chi pháp của khổ đế đó là 81 tâm hiệp thế cộng 52 sở hữu và 28 sắc pháp. Thì 81 tâm hiệp thế cộng 52 sở hữu đó là phần tinh thần, 28 sắc pháp đó là phần vật chất. Điều đó có nghĩa là khi nào mà mình còn vật chất này nè, rồi còn tinh thần này nè, thì khi đó đó là mình bị khổ đế chi phối. Mình bị khổ đế chi phối thì đó là mình nói theo chi pháp. Rồi cái khổ đế này đó, cái khổ này nè mà được trình bày theo tạng A Tỳ Đàm, rồi được trình bày theo tạng kinh là như thế nào? Khổ mà nói theo tạng A Tỳ Đàm đó thì khổ này chia ra thành ba là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì khổ khổ đó là sự khổ của thân và tâm. Khi nào thân thức thọ khổ sanh lên, tâm sân thọ u sanh lên thì khi đó được gọi là khổ khổ. Thì thân thức thọ khổ sanh lên khi nào xin thú gì? Khi mình bệnh tật ốm đau nè, đứt tay đứt chân chảy máu nè, đó là thân thọ khổ. Còn tâm thọ khổ là khi mình buồn rầu, buồn bực này, giận dỗi nè, ưu tư nè, phiền muộn đó, thì đó là khổ về tâm. Khổ về thân, khổ về tâm, đó là khổ đế. Cái khổ thứ hai đó là hoại khổ. Hoại khổ là một cái trạng thái an lạc, an lành được thay thế bằng một cái trạng thái khác. Được thay thế bằng một cái trạng thái khác thì đó được gọi là hoại. Hoại là nó mất đi. Như quý vị đang lắng tai nghe pháp vậy nè. Rồi có một cái tiếng phone nó reo lên, hoặc là có một cái tiếng la hét nào đó vang lên, cắt đứt đi cái sự tập trung này của mình, thì có nghĩa đó là cái sự tập trung này nó mất đi, thì đó là hoại khổ. Hoại khổ là như vậy. Còn hành khổ, hành khổ là khi nào nè ha, hành khổ ở đây đó mình hiểu là gì? Là sự sanh lên và diệt mất đi của phần tinh thần và phần
vật chất, tức là của danh và sắc đó. Đó thì cái đó được gọi là hành khổ. À, điều đó có nghĩa đó là chúng ta quay lại cái chi pháp khổ. Khổ đế đó là 81 tâm hiệp thế cộng 52 sở hữu 28 sắc pháp. Thì quý vị thấy nó có phù hợp với ba cái loại khổ đó không? Ba loại khổ đó đó là hiện bày ra. Hiện bày ra của cái gọi là 81 cộng 52, 28 này. À rồi, 81 cộng 52, 28 này hiện bày ra theo tạng kinh. Đó là gì còn có 81, 52, 28 này nè. Cho nên đó là mình mới chúng sinh mới xuất hiện ở trên cuộc đời này, ở trong 31 cõi này. Tức là sanh ra đó xin thưa. Và khi có sanh ra thì tất yếu dẫn đến đó là có già nè, có bệnh nè, có chết. Sanh ra, già, bệnh, chết. Đây là bốn cái khổ hiện bày của cái 28. 28 sắc đó xin thú vị. Mình thấy cái hiện tượng sanh ra, mình là mình thấy được bằng mắt nữa. Hoặc là mình nghe được bằng tai nữa. Đó rồi cái già của người ta đó xin thú vị. Già thì lụm cụm mắt mờ tai điếc nè. Các cái hiện trạng nó phơi bày ra, mình cũng có thể thấy được bằng mắt nữa. Rồi bệnh, đau đầu, đau răng nè, rồi đau chân nè, đau mắt nè, mình cũng có thể thấy được. Rồi ta chết, chết là nằm thẳng cẳng, mình cũng có thể thấy được. Thì thành ra đó là hiện tượng sanh, già, bệnh, chết. Đây là cái hiện bày của 28, tức là hiện bày của vật chất. Còn cái hiện bài của 81, 52 đó là thương mà phải xa. Thương mà phải xa đó là cái hiện bài của 81, 52. Ghét mà phải gần là cái hiện bài của 81, 52. Mong muốn mà không được là cái hiện bài của 81, 52 này. Chấp thủ vào năm quẩn này, hay là chấp thủ vào cái cơ thể này nè, thì đó cũng là cái hiện bày của 81 và 52. Thì thành ra dầu cho cái khổ đó hiện bày theo tạng kinh, hay là cái khổ này hiện bày theo tạng Atidam đó, thì cũng dựa trên cơ sở của cái chi pháp này. 81 cộng 52, 28. 81 cộng 52, 28 mình nói gọn lại đó là phần vật chất và phần tinh thần. Thành ra cứ hễ khi nào mình còn có, còn hiện hữu, còn tồn tại trong hình thức nào? Tồn tại trong hình thức nhất quẩn là người vô tưởng đó. Tồn tại trong hình thức tứ quẩn là người vô sắc. Tồn tại trong hình thức năm quẩn là người ở cõi ngũ quẩn. Thì cứ hễ còn tồn tại, xin thưa quý vị, là còn khổ. Không có bị khổ khổ thì bị hoại khổ, không bị hoại khổ thì bị hành khổ. Không có bị khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết thì bị khổ cầu mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần. Không có bị cái khổ nào đó thì không có bị cái khổ này đó thì cũng bị cái khổ kia thôi. Nói như vậy đó, tóm lại là khi nào mà mình còn nằm ở trong ba cõi này thì khi đó mình vẫn cứ bị cái khổ đế này nó chi phối. Dầu cho mình đó là phàm hay mình là thánh đi nữa, dầu cho người đó đó, xin thưa quý vị đó, là Đức Phật đi nữa, thì cũng vẫn cứ bị cái khổ đế này nó chi phối. Và nó chi phối thì mình biết ha, mình phân tích các cái loại khổ vậy và mình hiểu ra được vậy đó, cứ khi nào mà còn tồn tại còn hiện hữu là còn khổ vậy đó, thì đó được gọi là hiểu hay là thấy rõ
hay là biết rõ. Giờ xin thưa quý vị, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe ở đây đó, thì cái biết cái hiểu này đó là cái biết cái hiểu qua sách vở thôi, cái biết cái hiểu này qua sự chiêm nghiệm suy gẫm thôi, chứ cái biết cái hiểu này đó chưa qua giai đoạn tu tập. Thành ra cái hiểu cái biết này chưa phải là cái hiểu cái biết như thật. À, buộc lòng đó mình phải chiêm nghiệm, mình phải suy gẫm từ từ. Thì muốn chiêm nghiệm, muốn suy gẫm để mà mình hiểu cho nó thấu đáo đó, thì xin thưa quý vị phải chiêm nghiệm suy gẫm ra làm sao. À, dựa trên cơ sở của cái bộ sông đó, ở cái phần gọi là đế sông đó. À, thì cho đến khi nào mình thấy được nè ha, khổ đế đang sanh cho người nào thì tập đế đang sanh cho người ấy phải chăng, mình phân tích mình thấy ra một cách rõ ràng tường tận vậy đó. À, rồi nữa nè, khổ đế đang sanh cho người nào thì đạo đế đang sanh cho người ấy phải chăng. À, hoặc là khổ đế đang diệt cho người nào thì đạo đế đang diệt cho người ấy phải chăng. Hiểu thấy rõ ràng ra sự sanh lên và diệt mất đi của khổ đế, của đế, của đạo đế. À, thì lúc đó mới xem như đó là mình có được bát cha, đúc khăn bát cha nạp ý, là hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo về khổ đế. À, nhưng mà ở đây đó là hiểu sự chấm dứt. À, cái khổ này là đối với chính bản thân của mình. À, thì hiểu chấm dứt cái khổ đối với chính bản thân của mình là hiểu như thế nào? À, thành ra cái khái niệm thứ hai chúng ta hiểu ở đây đó là khắc danh, là sự chấm dứt. À, chúng tôi trình bày cho quý vị cái khổ rồi. Giờ tới nè, khắc danh là sự chấm dứt. À, giờ thì hiểu biết về cái sự chấm dứt này là như thế nào? Xin thưa quý vị, cũng dựa trên cái bộ Yamaka Waka. À, Yamaka là bộ sông đối, ở cái phần đế sông. À, đó là khi nào đó mà mình thấy được này ha, khổ đế đang sanh cho người nào, đạo đế đang sanh cho người ấy phải chăng? Hay là khổ đế đang diệt người nào thì đạo đế đang diệt cho người ấy phải chăng? Hiểu thấy rõ ràng được như vậy, và cho đến khi đạo đế đang sanh lên đó, mà đạo đế này nè là tứ thánh đạo đó. À, tức là trí tuệ ở trong tâm tứ đạo. À, thành ra mình mới gọi là tứ thánh đạo tuệ. À, tứ thánh đạo tuệ mà nó sanh lên. À, thì lúc đó đó sự chấm dứt này mới xuất hiện, mới có được. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? 81, 52, 28 này nè, xin thưa quý vị đó, là khổ đế. À, xin lỗi, bây giờ có 51 thôi ha, trừ ra sở hữu tham. 81, 51, 28. À, là khổ đế. Có được cái khổ đế này đó là vì do nhân, sở hữu tham, là tập đế đó. Mà thánh đạo tuệ, A-la-hán thánh đạo tuệ sanh lên đó, thì A-la-hán thánh đạo tuệ này này diệt trừ hoàn toàn tham. Và diệt trừ hoàn toàn tham. À, thì vì do tham đã bị diệt trừ hoàn toàn, cho nên là gì? 81 nè, cộng 51 nè, 28 này đời sau kiếp khác không còn nữa. Dạ, không còn nữa. À, như vậy đó, đó mới chính là cái sự chấm dứt. Cho sự chấm dứt. À, đó là chúng tôi đang giảng theo tạng A Tỳ Đàm. Còn nếu mà giảng theo tạng kinh thì là khi nào mà mình chứng đắc được, trở thành bậc chí thượng, chí thượng đạo, tức là bậc thánh tứ đạo đó, trở thành bậc thánh tứ đạo đó,
À, thì khi nào mà sát na tâm tứ đạo sanh lên thì ngay ở trong sát na đó đó chấm dứt hoàn toàn nghiệp bất thiện, chấm dứt hoàn toàn nghiệp thiện. Và vì rằng nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đã bị cắt đứt, đã bị đoạn trừ, thì thành thử ra đó là quả vị thục tương lai đó sẽ không còn. Dạ, sẽ không còn. À, do đó đó, khi nào ai đó đó mà trở thành bậc thánh tứ đạo, à, thì ngay khi đó đó sự khổ mới được chấm dứt. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, sự khổ ở đây chúng ta hiểu, à, mới là khổ nhân thôi. Dạ, mới là khổ nhân thôi. Tức có nghĩa đó là, à, khi nào mà mình trở thành bậc thánh tứ đạo đó, à, thì ngay khi đó, đó trong lúc đó, đó tất cả các cái phiền não không còn nữa. Tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, vô minh, vân vân không còn nữa. Dạ, không còn nữa. À, thì ngay khi mà không còn tất cả các phiền não đó, đó thì bây giờ mình sẽ không còn bị chi phối bởi nè ha. Khổ gì xin thú gì? Khổ về tinh thần. À, cái khổ mình nói, cái khổ mà mình nói gọn đó là có hai, là khổ về vật chất và khổ về tinh thần. À, thì thành ra nếu mà mình trở thành bậc A-la-hán đó thì là mình không còn bị khổ tinh thần nữa. Và vì trở thành bậc A-la-hán thì lúc đó là gì? Sống tùy thuận theo pháp. À, cho nên đó là không có mong cầu ước muốn nữa. Và vì do không còn mong cầu ước muốn đó thì thành ra là gì? Ở với người thương cũng được, mà ở với người ghét cũng sống. À, do đó là không còn có cái trường hợp là gì? Thương phải xa, ghét phải gần, cầu cũng được. Vì không còn phiền não thành ra đó, à, các cái trạng thái trường hợp kiểu đó, đó không còn tồn tại. Dạ, không còn tồn tại. À, thì chấm dứt khổ đó là khổ về tinh thần. Dạ, chấm dứt khổ là khổ về tinh thần. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, trở thành bậc A-la-hán này ha, thì sau khi thân hoại mạng chung, thử hỏi bà con chứ còn trở lại cái trạng thái này nữa không? Không. Vì rằng khi tâm thánh, tâm A-la-hán đạo mà sanh lên đó là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đã bị chấm dứt rồi. Do đó không còn quả dị thục ở tương lai nữa. À, thì thành ra đó là 81, 52, 28 đó sẽ không còn. Do đó khi bậc A-la-hán đó, đó hay là người tứ quả đó viên tịch thì hoàn toàn chấm dứt sự khổ. Hay nói cách khác là mọi sự khổ đều được chấm dứt. Do mọi sự khổ đều được chấm dứt. À, như vậy cái câu này nè, vô đúc khá sắp cha na tí thê quá khá dân a tà nô, mình hiểu theo hai phương diện. Một là ngay khi a la hán thánh đạo tuệ sanh lên, à, thì ngay khi đó người đó không còn khổ về tinh thần nữa, tức là hiểu rõ ràng về sự chấm dứt khổ tinh thần. Rồi đến khi tâm tử của bậc tứ quả sanh lên, tức là vị A-la-hán viên tịch đó, à, thì sau khi tâm tử xuất hiện, tức là sát na diệt của cái tâm tử đó nó khởi lên đó, thì toàn bộ sự khổ đều bị chấm dứt. Đều bị chấm dứt. Và với một người như vậy đó thì xin thưa quý vị, à, nếu mà cần tán rộng lên ha, tán rộng ra đó ha, thì xin thưa quý vị đó, à, để đạt được đến cái trạng thái chấm dứt khổ này nè, à, thì buộc lòng đó là mình phải hiểu cái phương pháp, cái cách thức, à, để mà mình tu tập. À, thì trong bát, à, trong tứ thánh đế đó thì có là khổ đế nè, tập đế nè, diệt đế nè và đạo đế. À, khổ đế đó là trình bày nói về cái sự khổ ở trong cuộc đời này. Khổ nãy chúng tôi đã trình bày rồi. Tập tế đó là nguyên nhân hay là cái nhân
sanh ra sự khổ đau. Diệt đế, diệt đế ở đây đó là sự vắng mặt, vắng của tập đế đó. Rồi diệt đế ở đây đó mình cũng hiểu nữa nè, là sự vắng mặt, vắng lặng của khổ đế đó. Nếu mà vắng mặt, vắng lặng của tập đế đó, tức là không còn tham đó, thì không còn tham là không còn sân hận, không còn si mê, thì ngay khi đó đó mới là hữu dư y niết bàn. Diệt đế ở đây là niết bàn đó, xin thưa quý vị. Thì ngay khi đó mới là hữu dư y niết bàn. Rồi vắng mặt, vắng lặng của cái khổ đế đó đó, tức có nghĩa đó là bậc tứ quả viên tịch. Mà bậc tứ quả viên tịch thì mình gọi là vô dư y niết bàn. Dạ, vô dư ý niết bàn. Thì thành ra đó là diệt đế ở đây mình hiểu theo hai phương diện vậy. Diệt đế khi còn sống và diệt đế khi đã viên tịch. Dạ, đã viên tịch. Mà để có được cái diệt đế đó đó thì buộc lòng gì? Phải tu tập bát thánh đạo. Bát thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mỗi một thiện sự ở trong cuộc đời này mình làm đều dựa trên bát thánh đạo này. Và dựa trên bát thánh đạo này. Còn nếu mà nói cho nó cụ thể rõ ràng nữa đó là mỗi một hành động của thân, của khẩu, của ý đều được dựa trên cơ sở của bát thánh đạo này. Thì dần dần đó, xin thưa quý vị, mình sẽ thành tựu được từng chánh một. Có chánh kiến thì hỗ trợ thành tựu được chánh tư duy. Có chánh tư duy sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh ngữ. Có chánh ngữ sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh nghiệp. Có chánh nghiệp sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh mạng. Có chánh mạng sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh tinh tấn. Có chánh tấn sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh niệm. Có chánh niệm sẽ hỗ trợ thành tựu được chánh định. Các chánh này đó sẽ tuần tự thành tựu từ trước ra tới sau theo thứ tự vậy đó, xin thưa quý vị. Và để thành tựu được theo cấp bậc từ từ vậy đó, thì trong mỗi một hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình, khi mà mình nói thì phải dựa trên cái cơ sở của bát chánh này, của bát chánh này. Cái làm mình cũng dựa trên cơ sở của ba chánh này. Cái suy nghĩ mình cũng dựa trên cơ sở của ba chánh này. Ê, dần dần nó bắt đầu đó là, xin thưa quý vị, ba chánh này đó nó mới lớn lên, nó mạnh lên. Thì dẫn đến mình mới có được cái sự thành tựu đó. Và cho đến khi nào mà cứ mình mở miệng ra nói thì đều dựa trên cơ sở của ba chánh. Khi mình dùng cái thân này làm một việc gì thì cũng dựa trên cơ sở của bát chánh. Khi đầu óc của mình suy tư suy nghĩ một việc gì cũng dựa trên cơ sở của bát chánh. Bát chánh đó nó đi chung với nhau vậy. Cái chánh trước hỗ trợ cho chánh sau hỗ trợ cho chánh trước vậy. Để mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi tư tưởng suy nghĩ của mình đều mang đến cái lợi ích cho bản thân của mình, mang đến cái lợi ích cho tha nhân. Và cho tha nhân thì đến khi đó đó là xem như mình đã tu tập thành tựu được bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Thì xin thưa quý vị, cứ ha, chúng ta mà tu tập bát thánh đạo theo cái kiểu đó đó thì cái lòng tham ở trong trong bản thân của mỗi mỗi chúng ta ở đây nè, nó sẽ giảm từ từ. Và nó sẽ giảm từ từ. Và tham nó giảm từ từ thì đồng nghĩa dẫn đến sân giận nó cũng giảm từ từ, si mê nó cũng giảm từ từ, xin thưa quý vị, chứ không phải là đụng cái rụp là tham nó mất liền, sân nó mất liền, sắc liền không có đâu. Giống như đó là mình muốn làm một cái kim, nó từ một cái thỏi sắt mình phải mài từ từ vậy đó. Thì mình cứ tu tập bát chánh từ từ vậy đó, là tham nó sẽ mòn từ từ, sân hận nó cũng sẽ mòn từ từ, si mê nó cũng sẽ mòn từ từ, và mòn riết nó không còn nữa. Và thì khi mà nó không còn đó, đó chính là diệt đế đó, xin thưa quý vị. Nhưng mà
Tại sao nó mòn là bởi vì mình ứng dụng bát thánh đạo này vào ở trong thân hành khẩu hành ý hành của mình. Thì từ cái chỗ đó đó mà khiến cho tham nó bốc hơi đi, sân hận nó bốc hơi đi, si mê nó bốc hơi đi. Và đến khi mà những cái này nó bốc hơi thật sự đó, đó thì khi đó đó là mình chấm dứt được cái sự khổ mà khổ tinh thần. Mà khổ tinh thần. Và cho đến khi đó mà niết bàn, vô dư niết bàn thì lúc đó đó là tất cả các cái sự khổ chấm dứt, không còn gì nữa cả. Và với người vậy đó thì xin thưa với quý vị đó, gánh nặng đặt xuống chứa. Muốn biết đã đặt xuống chưa thì ở đây chúng ta phải hiểu gánh nặng là gì. Xin hỏi bà con ha, chứ khi nào mà ở trên người của mình á, mình mang vác một cái chi đó đó, thì có khiến cho mình nhẹ ra hơn không, hay là khiến cho mình nó nặng hơn? Và nếu mà nó nặng đó thì mình có thể nhảy cao, bay cao được không? Không. Thì gánh nặng mình hiểu là vậy đó, hay là những cái gì mà nó đè mình xuống, làm cho mình đó là gì? Không có thể nào nhảy lên cao, bay ra khỏi cái tam giới này được. Đó, thì cái đó được gọi là gánh nặng. Thì ở trong kinh, cụ thể là trong trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi đó, trong đó Đức Thế Tôn ngày dạy là pha răng pha rá đó, pha rá gánh nặng đó. Một đó là khan thác pha rá, là gánh nặng ngũ quẩn nè. Khi nào mà mình còn hiện hữu còn năm quẩn vậy nè, xin thưa quý vị đó, là còn nặng nè, còn nặng nề nữa. Năm quẩn ở đây đó là sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn nè, thức quẩn nè. Nói gọn lại là còn có danh và sắc. Thì cứ hễ còn có danh và sắc này đó thì còn nặng nề. Cho nên đó là cứ khi nào còn hiện hữu còn tồn tại nè thì đó là một loại gánh nặng. Cái gánh nặng thứ hai đó là kilesapara, là gánh nặng phiền não. Vì do còn phiền não đó, ai mà phiền não càng nhiều xin thứ gì đó, leo lên cây đó không leo lên nổi. Và phiền não mà càng nhiều chừng nào đó thì là chỉ ở dưới gốc cây thôi. Do đó chúng sinh đó, mà còn càng nhiều phiền não chừng nào đó thì cái cõi họ sanh về đó càng thấp chừng đó. Quý vị có đồng ý vậy không? Chúng sinh ở địa ngục nè, bàn sinh nè, quỷ khổ nè, Atula, đây là những chúng sinh còn phiền não nhiều. Là vì do họ phước ít hơn, tội nhiều hơn. Tội nhiều hơn phước thì là phiền não nhiều hơn là, hay mình nói cách khác hơn là pháp bất thiện nhiều hơn là pháp thiện. Đến chúng sinh người nè, thì là có bất thiện nhưng mà đồng thời cũng có pháp thiện. Nói như vậy có nghĩa đó là phiền não hơi nhẹ hơn tí, thành ra đó là lên cao được tí. Chúng sinh mà lên tới cõi sắc giới đó thì phiền não lại giảm nữa. Vì do phiền não giảm cho nên mới nhẹ thì mới bay lên được cõi sắc giới. Lên tới cõi vô sắc đó thì là phiền não lại càng ít nữa thì mới bay lên được lên tới cõi đó. Phiền não mà càng nhiều chừng nào đó thì nó đè mình xuống càng thấp chừng đó. Gánh nặng là như vậy đó. Rồi tới thứ ba, cái gánh nặng thứ ba là Apisankharapara, là gánh nặng thắng hành. Thắng hành ở đây đó chúng ta hiểu đó là có ba loại hành: phi phúc hành, phúc hành và
và bất động hành. Phi phúc hành là nghiệp bất thiện, phúc hành và bất động hành là nghiệp thiện. À, dầu cho nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện đi nữa đó, thì cũng vẫn cứ tạo ra dị thục quả. Và vì do có tạo ra dị thục quả, tức là dẫn đến hình thành thân ngũ quẩn này nè, hoặc là thân nhất quẩn, hoặc là thân tứ quẩn, cứ hễ có thân. Đã có thân đó, thì xin thưa quý vị đó là vẫn cứ bị đè. À, bị đè, bị vùi dập, bị chôn ở trong ba cõi và sáu đường. Dạ, ba cõi và sáu đường. À, thì đó là một gánh nặng nữa. Dạ, đó là một gánh nặng nữa. Nói như vậy có nghĩa đó là cứ hễ khi nào mà còn tồn tại nè, à, thì là trên vai, trên người của mình đó, có gánh nặng. Dù cho còn tồn tại mà đạt đến trạng thái đó là hữu dư niết bàn đó, thì xin thưa quý vị cũng vẫn còn bị gánh nặng. Khi mà đạt đến hữu dư niết bàn, mình từ bỏ được cái thắng hạnh thối, à, xin lỗi quý vị, từ bỏ được cái gọi là afi sankhara khara, tức là từ bỏ thắng hành gánh nặng, rồi từ bỏ được ki lê sakhara, là từ bỏ được phiền não gánh nặng thôi, nhưng mà cũng vẫn còn lại cái gánh nặng gọi là tham thác tha ra, là ngũ quẩn. Mãi cho đến vô dư y niết bàn thì mới từ bỏ luôn được gánh nặng này. Thì ở trong cái duyên sự đó, chúng ta nghe có một cái câu mà Đức Thế Tôn ngài nói đó, là cái vị nô lệ đó đó, à, bây giờ là gì? Là người nè đã đặt gánh nặng xuống rồi. À, thì cái gánh nặng mà cái người nô lệ đó bây giờ trở thành vị trưởng lão đặt xuống đó, chúng ta hiểu đó là ki lê sa pha ra, gánh nặng phiền não, rồi là a phi sang kha ra pha ra, là gánh nặng thân hành. Nhưng mà thanh tha pha ra, gánh nặng ngũ quẩn đó, vị đó vẫn chưa đặt xuống. Mãi cho đến khi vị đó vô dư niết bàn đó, thì gánh nặng đó mới được đặt xuống. Và mới được đặt xuống. À, và dầu cho ha, gánh nặng đó chưa được đặt xuống, à, thì xin thưa quý vị đó, vị đó vẫn sống ok, vẫn sống an lạc, vẫn sống hạnh phúc. Và vì ông còn phiền não chi phối. À, nhưng mà ở đây đó, chúng ta hiểu đó là phải hiểu đến cái ý nghĩa rốt ráo tột cùng, đó là chấm dứt hoàn toàn sự khổ bằng vô dư y niết bàn. Dạ, vô dư y niết bàn. À, thì thành ra đó là với người vậy đó thì là tất cả gánh nặng đã được đặt xuống. Đến pháp tính tiếp theo là quý sanh vút tăng, là ly hệ phược, hoặc là gì, lìa bỏ, rời khỏi, cắt đứt tất cả các cái sự trói buộc. Thì sự trói buộc ở đây chúng ta hiểu cũng có hai thôi. À, mình kể cho nó dài dòng nhưng mà cuối cùng đó rút gọn lại thì có hai thôi, đó là sự trói buộc về vật chất và sự trói buộc về tinh thần. À, sự trói buộc về vật chất là những cái gì mà mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được nữa. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là khi ở trong đời sống của mình nè ha, những cái nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống của mình mà càng nhiều đó, à, càng nhiều đó, thì là nó chiếm nhiều thời gian của mình không? À, nó chiếm nhiều cái sự suy tư, suy nghĩ, lo lắng của mình về nó nhiều không? À, thì thật ra những cái nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của mình ấy, như xe cộ, nhà cửa nè, à, giường nệm nè, tủ bàn ghế nè, phone, máy tính vân vân, đây là những vật chất. À, những vật chất này mà càng nhiều, à, thì mình vướng bận về nó đó càng nhiều. Và một khi đó mà mình đã bị vướng bận bởi vật chất thì dẫn đến tất yếu mình sẽ bị vướng bận về tinh thần. Vì mình có để ý tới nó cho nên nó, à, với mình đó mới có cái sự ràng buộc lẫn nhau. Nếu mà mình không có để ý đến nó, à, mình không có quan tâm đến nó,
mình không có thích thua, mình cũng không có ghét nó đó, thì giữa nó với mình không có sự ràng buộc lẫn nhau. À, thì từ cái cách hiểu này chúng ta thấy là ở trên của cuộc đời này mình chỉ có hai cái sự ràng buộc vậy thôi, là ràng buộc về vật chất và ràng buộc về tinh thần. Thì ràng buộc về tinh thần là khi nào mà mình còn tham lam sân hận si mê thì khi đó mình tất yếu còn bị ràng buộc. Giờ và với người này ha, đã chấm dứt hoàn toàn sự khổ, tức là vô dư ý niết bàn đó, hoặc là thậm chí này, hữu dư ý niết bàn đó, thì xin thưa quý vị đó, cũng không còn bất kỳ một cái sự ràng buộc nào nữa cả, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Và kể cả vật chất lẫn tinh thần. À, thì như vậy, theo cái mạch văn từ đầu chúng tôi giảng cho tới giờ đó, thì chữ Bà La Môn ở đây đó, chúng ta hiểu Đức Thế Tôn này chỉ cho ai ạ? Xin thưa quý vị, được gọi là Bà La Môn ở cái câu kệ này, thì vị đó là vị vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn thì được gọi là Bà La Môn. Đây là Đức Thế Tôn ngài thuyết đến cái điểm cuối. À, nhưng mà tùy theo cái căn cơ cá tính của cái người đó, để người đó có thể thành tựu được đến. Dạ, người đó có thể thành tựu được đến đâu? À, thì xin thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết dạy xong đó, thì ông Bà La Môn đó ông chỉ chứng được đạo quả Tu Đà Quần thôi. À, bởi vì cái túc duyên của ông đó chỉ đạt được đến cái chỗ đó thôi. À, chứ ông không có thể nào đó là đạt được đến cao hơn nữa. À, thì cái đó cũng là cái may mắn, cũng là cái hạnh phúc của ông rồi. Ở đây nè, chúng ta sau khi nghe xong động lại ở trong đầu của mình được những cái gì? À, rồi chúng ta sẽ nhớ được những cái ý nghĩa này đó được bao lâu? À, và rồi nè, những cái ý nghĩa, những lời dạy này của Đức Thế Tôn nè, biến qua thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta đó được bao nhiêu? À, thì đó mới là điều quan trọng cho chúng ta. À, học pháp, nghe pháp mà như vậy đó thì mình mới thật sự có lợi ích, lợi lạc. Và ước mong tất cả chúng ta đều có thể đạt được lợi lạc, lợi ích từ việc nghe pháp của Đức Phật Gautama. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 402 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư trong ba cõi, hồi hướng đến chúng sanh trong ba giới bốn loài. À, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 402 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Cầu Phật tử sắp bấm mạng cả lăng rạc khăn thư sạp bế đề và ta sắp bà bùa đà rạc phá huê nê sá đà sở thi văn văn trụ tê. Cầu Phật tử sắp bấm mạng cả lăng rạc khăn thư sạp bế đề và ta sắp bà thầm mạ rạc phá huê nê sá đà sở thi văn văn trụ tê. Cầu Phật tử sắp bấm mạng cả lăng rạc khăn thư sạp bế đề và ta sắp bà sẵn khá rạc phá huê nê sá đà sở thi văn văn trụ tê. Tất cả phương bế văn có đến người, cầu xin thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, santi vi hà ra wa si ni.
thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma ra de na pa wan tu hu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha lai mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua răng pa ti cha tê sắp về pi đục khát sa kha rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc ngô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắp về bi thầm ma cha ri mô vô thiêm sâm pha phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.